đã về tham dự ngày hội đọc sách khám phá khoa học của trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân ngày hôm nay. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh. Thank you.
học sinh thân mến, sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người, là người thầy siêu việt, thắp sáng cho ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết sống và hy sinh. Mọi thành công của con người đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản thân với tri thức lĩnh hội được từ trong sách vở. Xin thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, sách là nguồn sống, sách là một trường đảng. Bởi vậy, đọc sách là một việc làm hữu ích, nhất là thế hệ trẻ càng cần đọc sách để trau dồi tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khắc ghi trong lòng lời dạy của Bác, ngày hôm nay, Trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân long trọng tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách khám phá khoa học. Đây là dịp để động viên và cổ vũ văn hóa đọc và tinh thần say mê khoa học trong mỗi em học sinh nói riêng và thế hệ trẻ Trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân nói chung. Đến dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Hồng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng. Ông Nguyễn Tuấn Giao, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng. Về phía phường Phạm Đình Hổ, xin được trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị Thu Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch phường Phạm Đình Hổ. Về phía các tổ chức thông tấn báo chí và các đơn vị tài trợ cho chương trình, xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Lê Phương Liên, Phó trưởng ban Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Họa sĩ, nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong. Bà Nguyễn Diệu Linh, giám đốc Trung tâm Anh ngữ AMA. Bà Nguyễn Thùy Linh, đại diện nhà xuất bản Kim Đồng. Về phía Trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân, xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Bà Nguyễn Kim Hợp, Phó trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường. Cùng với đó là sự có mặt của tập thể các thầy cô giáo và đặc biệt là hơn 900 em học sinh đã có mặt trong ngày hội ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình của chúng ta được bắt đầu. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên toàn trường xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời cảm ơn chân thành nhất đã đến dự với thầy trò trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân của chúng tôi chương trình ngày hội đọc sách và khám phá khoa học ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cánh cửa tâm hồn cho con người, là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới. Trong thời kỳ hội nhập, thế giới ngày một phát triển, việc đọc sách và hiểu biết về khoa học càng trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Mỗi người cần tự trang bị cho mình những hiểu biết để nắm bắt kịp với nhịp độ phát triển không ngừng của xã hội loài người. Một đất nước giàu mạnh, một xã hội văn minh, trước hết phải là nơi tri thức được ươm mầm. Cũng bởi ý nghĩa đó, ngày hôm nay, trong không khí tưng bừng của cả nước, hướng về ngày kỷ niệm lớn, tôn vinh thế hệ trẻ,
nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân long trọng tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách khám phá khoa học. Ngày hội sẽ là dịp để các em học sinh được tự do sáng tạo và thể hiện những ý tưởng của mình. Các em sẽ được trải nghiệm và thể hiện bản thân ở những phần thi lý thú như thiết kế trang bìa cho những quyển sách quen thuộc, hóa thân thành một nhân vật trong những trang văn hay thử sức mình với những câu hỏi trí tuệ thuộc nhiều môn khoa học khác nhau. Đặc biệt, ngày hội hôm nay còn là dịp để các em học sinh trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân được khám phá những điều mới lạ, bổ ích bằng những thực nghiệm khoa học đầy hấp dẫn. Với sự chuẩn bị nỗ lực của đội chơi, ngày hội đọc sách khám phá khoa học của trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân ngày hôm nay sẽ là một sân chơi bổ ích và lý thú, là món quà mà các thầy cô dành tặng cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các thầy cô mong rằng thông qua hoạt động này, các em học sinh sẽ thêm yêu mến và say mê hơn trong học tập, khám phá những chân trời tri thức mới. Và cuối cùng, xin thay mặt nhà trường, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc ngày hội đọc sách khám phá khoa học của trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân của chúng ta ngày hôm nay thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Vũ Trọng Đại, giám đốc sản phẩm nhà sách The Book Square, sẽ đại diện cho các đơn vị tham gia chương trình ngày hôm nay lên với đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các thầy, các cô, các vị khách quý có mặt trong ngày hôm nay, và nhất là các em học sinh của trường Lê Ngọc Hân yêu quý, tôi được ban tổ chức giới thiệu như là người đại diện cho các đơn vị sách có mặt tham gia trong chương trình ngày hôm nay, tham dự hội chợ sách và ngày khám phá khoa học của trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân. Trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân là một ngôi trường có bề dày truyền thống không chỉ của quận mà là của cả thành phố Hà Nội. Ở đây là ngôi trường có những thầy cô giáo dạy giỏi, có các học sinh đã đạt nhiều thành tích cao không chỉ ở thủ đô mà trên cả nước. Chúng tôi đại diện cho nhà sách Book Square ở Hòa Mã, cũng như là các đơn vị tham gia ngày hội sách ngày hôm nay, như nhà xuất bản Kim Đồng, rất hân hạnh được tham dự ngày hội sách của trường Lê Ngọc Hân. Và với tinh thần của nhà trường tổ chức ngày hội sách ngày hôm nay, như cô hiệu trưởng vừa phát biểu của chương trình, thì chúng ta đã đủ hiểu rằng sách có vai trò quan trọng như thế nào đối với việc học tập, khám phá cuộc sống xã hội của các em học sinh. Và trên tinh thần đó, chúng tôi cũng muốn giới thiệu những cuốn sách hay nhất được chọn lọc tốt nhất đến với các em. Thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, ngày hội đọc sách khám phá khoa học của trường Trung học Cơ sở Lê Ngọc Hân ngày hôm nay sẽ bao gồm các phần thi rất thú vị và hấp dẫn dành cho các em học sinh. Và phần thi đầu tiên xin được giới thiệu với quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em, đó là phần thi thiết kế bìa sách dành cho học sinh khối 8. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, trong khoảng thời gian rất ngắn, mỗi đội thi sẽ đại diện cho lớp mình để lên ý tưởng và tự thiết kế những trang bìa rất sinh động. Và ngày hôm nay, trước ban giám khảo, các em học sinh đại diện cho đội của mình sẽ thuyết trình về sản phẩm và ý tưởng của đội mình. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Phạm Hồng Loan, tổ trưởng tổ xã hội. Xin cảm ơn ban giám khảo, và sau đây, không để quý vị đại biểu và các em học sinh chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi đầu tiên. Phần dự thi của đội chơi đến từ lớp 8A, chúng ta hãy dành cho lớp 8A một tràng vỗ tay. Xin kính chào quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn. Em tên là Nguyễn Hạnh Quyên. Em tên là Phạm Minh Hiếu, chúng em đến từ lớp 8A.
Đây là bản thiết kế bìa sách những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng, sư lớp 8A chúng em thực hiện để chào mừng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Sau đây là bài thuyết trình của chúng em. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có một tuổi thơ. Tuổi thơ là một phần không thể nào phai mờ trong lòng của mỗi người. Tuổi thơ là những viên kẹo ngọt đầy hình thù, màu sắc, là những phiếu bé ngoan dán đầy ở góc nhà, là những trò chơi dân gian, là những lúc khóc, cười hay giận dỗi. Đó đều là những thứ quen thuộc gắn liền với người bạn mang tên tuổi thơ. Tuổi thơ không chỉ gắn liền với những điều ngọt ngào đó, tuổi thơ gắn liền với hình ảnh người mẹ dịu hiền, luôn bao bọc, che chở, luôn săn sóc cho chúng ta. Thật bất hạnh cho những ai không có vòng tay ấm áp của mẹ trong suốt những năm tháng thơ ấu. Thật bất hạnh cho những ai khi sinh ra đã không có mẹ. Từ câu chuyện chính của tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu do tác giả Nguyễn Hồng sáng tác kể về chính cuộc đời của ông, chú bé Hồng không được sống trong một gia đình hạnh phúc mà thiếu vắng những tình yêu thương của cha mẹ. Chúng em đã thiết kế bìa sách này và thể hiện trọn vẹn nội dung của cả câu chuyện. Hình ảnh người mẹ ôm đứa con trai vào lòng ở phía bên phải bức tranh đã thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng và bất kỳ người mẹ hay đứa con nào mong muốn có được thứ tình cảm cao quý đó. Nước mắt rưng rưng của người mẹ là nước mắt của sự hạnh phúc. Nước mắt hòa lẫn cùng nụ cười trên gương mặt của bé Hồng trong niềm vui vỡ òa khi được gặp lại mẹ, được ôm trọn trong vòng tay mà bấy lâu nay cậu không được bao bọc. Cái níu giữ tay mẹ của chú bé Hồng là níu giữ mẹ ở lại bên mình, không cho phép mẹ rời xa vì cậu rất nhớ mẹ. Mẹ không thể xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất như vậy được. Mẹ còn ở bên cậu, che chở, chăm lo cho cậu. Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh mẹ, cậu mới có thể xóa tan hết những lạnh giá và bấy lâu nay cậu phải gánh chịu. Xa xa, hình ảnh con đường dần hiện ra. Con đường còn rất dài, đồng nghĩa với việc Hồng sẽ còn phải đối mặt với sự cô đơn, lạnh lẽo khi thiếu vắng mẹ trong một thời gian dài. Khung cảnh của gặp mặt bất ngờ giữa mẹ và Hồng thật ảm đạm. Chính vì vậy, khung cảnh xung quanh cũng không thể buồn như vậy được. Chính vì vậy, chúng em đã sử dụng gam màu tươi sáng, chủ đạo là gam màu nóng, để xóa phần nào xóa tan đi sự lạnh lẽo, cây cối xung quanh, được tô điểm bởi những màu xanh mới, như sự khởi đầu mới có thể xảy đến trong tuổi thơ của chú bé Hồng. Thông qua bìa sách Những Ngày Thơ Ấu của tác giả Nguyễn Hồng do lớp em thiết kế, chúng em đã thể hiện được nội dung của cả câu chuyện qua các nét vẽ. Tuy chưa hoàn hảo, nhưng qua đây em muốn gửi tới mọi người một thông điệp. Hạnh phúc nhé, không phải là khi bạn có một cuộc sống giàu có. Không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao. Không phải là khi bạn có một người bạn đời hoàn hảo. Mà là khi bạn có mẹ và còn mẹ. Bản thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đón chào lớp 8B với phần dự thi của các bạn học sinh đến từ lớp 8B. Xin mời các bạn. Alo, lời đầu tiên em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Giới thiệu, tên em là Nguyễn Anh Quân. Còn em tên là Phạm Thịnh Phương Thảo. Chúng em đại diện cho lớp 8B tham gia phần thi thiết kế bìa sách của khối 8. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trời qua tim. Chắc hẳn sau khi em đọc hai câu thơ này, mọi người cũng đã đoán ra được phần dự thi của lớp em đúng không ạ? Vâng, đó chính là tập thơ Từ ấy của tác giả Tố Hữu. Từ ấy là một chặng vũ trì thời gian khiếm định, nhưng trong tập thơ này đó là thời gian được xác định. Đó là thời điểm vô cùng ý nghĩa đối với nhà thơ, một thanh niên đang đứng giữa đôi dòng nước đã chọn được con đường riêng đi cho mình. Từ ấy là khoảnh khắc, là thời điểm diệu kỳ, đánh dấu trên đầu của nhà thơ đối với con đường cách mạng, là giây phút đã biến thành thiên thu trong tình cảm của nhà thơ. Để chọn tên một bài thơ để đặt tên cho cả tập thơ, bởi vì từ ấy là giây phút thiêng liêng và hạnh phúc, là cột mốc đánh dấu khó khăn mà trên con đường cách mạng, con đường thơ của Tố Hữu. Chúng em ban đầu khi nhận được đề bài là thiết kế bìa sách cho tập thơ Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu đã không khỏi bỡ ngỡ vì chúng em chưa từng làm về chủ đề này bao giờ. Sau khi cả lớp cùng nhau đóng góp ý kiến, chúng em đã thiết kế ra bìa sách như đây. Như chúng ta đã biết, tập thơ Từ ấy là chặng đường đầu của nhà thơ Tố Hữu, thể hiện cái tôi chữ tình của nhà thơ, tinh thần, ý chí đấu tranh bất khuất của người chiến sĩ cách mạng, là tiếng reo vui khi đất nước được giải phóng. Tập thơ này cũng là niềm vui sướng, hạnh phúc của tác giả khi giác ngộ ra lý tưởng cách mạng của Đảng. Vì vậy, khi lấy ý tưởng làm bìa sách cho tập thơ, chúng em đã chọn những hình ảnh tươi sáng, bình dị và đầy màu sắc để gửi gắm tình cảm của nhà thơ trong tập thơ để làm màu sắc chủ đạo.
một bầu trời trong xanh ta vời vợi mình như ước mơ, hoài bão của người chiến sĩ cách mạng. Ánh nắng vàng trải khắp muôn nơi hay chính là tâm hồn bừng nắng hạ của nhà thơ. Với tấm lòng nhiệt thành của mình, tác giả đã tự hào đón lấy ánh sáng mặt trời, sẵn sàng hành động cho lý tưởng cách mạng cao đẹp của mình. Hồn người đã trở thành một vườn xuân đẹp, ngào ngạt hương sắc, rộn ràng tiếng chim hót. Ta như đang thấy một người chiến sĩ, một người nghệ sĩ. Ta như đang thấy một người chiến sĩ, một người nghệ sĩ. Phơi phới niềm vui sướng, say mê mãnh liệt với những nhận thức mới, những tình cảm mới khi có ánh sáng của cách mạng soi rọi. Cho đến bây giờ, sau khi đã hoàn thành xong tập thơ từ ấy, một tập thơ hay và đầy ý nghĩa, chúng em không khỏi vui sướng và tự hào vì có thể cùng nhau tự tay sáng tạo ra nó. Trên đây là phần thuyết trình của nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ ban giám khảo. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Phần dự thi rất tự tin đến từ hai bạn đại diện cho học sinh lớp 8B. Sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón phần thi của lớp 8C. Xin mời các bạn lớp 8C. My à, cậu đi đâu ấy? Tớ đang đến với cuộc thi thiết kế viện sách của trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Thế đến với cuộc thi lần này thì lớp mình đã chuẩn bị được những gì rồi? Lớp mình chuẩn bị được gần hết rồi nhưng mà thiếu người thuyết trình. À, hay là cậu cùng tham gia cùng tớ nhé. Được thôi, bọn mình cùng đi nào. Kính thưa các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, đến với cuộc thi ngày hôm nay, chào mừng ngày 26 tháng 3, lớp 8C chúng em quyết định chọn tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố để thiết kế bìa sách lần này. Và để đưa tác phẩm thêm phần ấn tượng trong mắt độc giả, chúng em quyết định thiết kế bìa sách như sau. Đầu tiên, nổi bật nhất là hai chữ tắt đèn với phông chữ lớn, có màu xám và được bao quanh bởi một màu đen. Chúng em muốn sử dụng hai màu này để nói lên cuộc đời lận đận của nhân vật chính trong tác phẩm, đó là chị Rộng. Qua hai gam màu tối này, nhóm em muốn thể hiện cuộc đời chị Rộng cũng tựa như một màu xám cho u buồn, một màu đen tối không lối thoát, một cõi lòng đong đầy niềm xót xa. Tiếp đến là màu đen được bao phủ gần như toàn bộ bìa sách. Màu đen ấy đã bao trùm lên tất cả, che đi công lý, sự công bằng và quyền con người và đáng lẽ phải được coi trọng. Tiếp theo, dấu lửa xuất hiện trong chữ đèn duy nhất có màu đỏ. Chi tiết này thể hiện hình ảnh của ngọn lửa của luồng ánh sáng le ló giữa xã hội phong kiến xưa kia. Ánh sáng ấy tượng trưng cho sự phản kháng của những con người đất Việt, nhưng lại quá nhỏ bé không thể nào chống lại được. Trong tác phẩm Tắt đèn, chi tiết khiến chúng em xúc động nhất là hình ảnh chị Dậu dắt cái tí sang nhà Nghị Quế. Chi tiết này đã nói lên cuộc sống vô cùng vất vả của chị, không những phải bán đi cả đàn chó mà bây giờ còn phải bán đi cả đứa con gái do chị dứt ruột đẻ ra. Bức tranh vẽ hai mẹ con chị Dậu là hình ảnh tiêu biểu cho số phận những người phụ nữ phong kiến thời xưa. Họ không chỉ phải chịu hoàn cảnh nghèo khó mà còn phải chịu cả những sự bất công vô lý. Tất cả đều bắt nguồn từ cái nghèo và sự thiếu thốn. Những giọt nước mắt trên khung mặt hai mẹ con chị Dậu thể hiện trước số phận đau thương, trước xã hội phong kiến đương thời, và số phận để con người ta vào bước đường cùng không có lối thoát. Đối lập với một đen phía trên là màu sắc tươi sáng nổi bật phía dưới. Màu xám này không nói lên thuộc phận sự phản kháng của chị Dậu mà để nói lên vẻ đẹp tâm hồn nhân cách của chị. Dù số phận đầy dẫy những khó khăn, nhưng chị vẫn luôn là người phụ nữ tần tảo, yêu thương chồng con, và ẩn sâu trong con người ấy là một sự sống tiềm tàng mạnh mẽ. Trên đây là bài thuyết trình của lớp 8C chúng em. Chúng em rất mong nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của ban giám khảo cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Bài thuyết trình của bọn em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn phần thuyết trình của các bạn học sinh đến từ lớp 8C với một tác phẩm rất quen thuộc trong chương trình ngữ văn lớp 8 của các em. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi thuyết trình rất ấn tượng đến từ các em học sinh lớp 8D. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem các em đã mang điều gì đặc biệt lên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Bẩm bẩm quan đây vỡ rồi.
qua rồi, đêm qua rồi, thời ông cắt cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày, bây đầu đuổi cổ nó ra cho tao. Dọn đường cho độc giả bước tới thế giới chuyện cổ Andersen.
dù chó là người lớn hay trẻ con, là hôm nay, hôm ngày hay ngày mai, thì độc giả sẽ vẫn tìm tới để rồi đắm chìm vào những ước mơ mà Andersen đã tạo ra, đã khơi gợi lên. Và thần ngủ và thần du ngủ sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường của lòng nhân ái, của tình yêu thương. Sau đây chúng em xin kết thúc phần thuyết trình. Chúng em cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cô toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe. Xin cảm ơn các em học sinh đến từ lớp 8E đã đưa chúng ta về với thế giới cổ tích. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón chào phần dự thi của các em học sinh đại diện cho lớp 8G với tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên. Xin mời các em. Kính thưa ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, em tên là Phạm Anh Tâm. Em tên là Dương Minh Anh. Sau đây, chúng em xin phép được thay mặt cho tập thể lớp 8G thuyết trình về bài dự thi thiết kế tờ sách của lớp chúng em. Bài dự thi được thiết kế dựa trên nội dung của tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên, một trong những tác phẩm đặc sắc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nhà văn Lê Văn Tốt. Như chúng ta đã biết, Người Thầy Đầu Tiên là một câu chuyện đầy cảm động về người thầy. Và thật may mắn khi chúng em đã được học một đoạn trích nằm trong tác phẩm này, đó là đoạn trích Hai Cây Phong. Sau khi đọc và tìm hiểu đoạn trích này, chúng em thấy hình ảnh Hai Cây Phong có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và bao trùm lên trên toàn bộ tác phẩm. Chính vì vậy, chúng em đã quyết định sử dụng hình ảnh này làm trang bìa cho bài dự thi. Dù Hai Cây Phong chỉ xuất hiện ở phần đầu chuyện Người Thầy Đầu Tiên, nhưng hình ảnh Hai Cây Phong ấy lại có một sự liên kết vô cùng chặt chẽ và mật thiết với nội dung của tác phẩm. Trước hết, nó là nhân chứng của câu chuyện hết sức xúc động về ngôi trường xưa, về thầy Huy Sen, Người Thầy Đầu Tiên và cô học trò Antonai, cô bé mồ côi nay đã trở thành viện sĩ. Không chỉ vậy, Hai Cây Phong còn được thầy Huy Sen trồng và được đọc biết bao ước mơ, hy vọng đứa trẻ nào khổ, khóc học như Antonai được đến trường, được đi học, được đón lấy cái chữ để sau này trở thành con người có ích cho xã hội. Ngoài ra, tìm về sách thêm vật đèn và cuốn hút hơn, chúng em còn sử dụng hình ảnh đồng cỏ thảo nguyên của vùng đất Kazakhstan. Chúng em sử dụng màu xanh là màu chủ đạo cho bìa sách, là màu của đồng cỏ thảo nguyên, màu của ngôi trường Vi Sen và chính là màu của Hai Cây Phong. Cây phong vốn là một loại cây rất đẹp, có màu lá thay đổi theo mùa, nhưng lý do chúng em chọn màu xanh là màu cho Hai Cây Phong vì màu xanh thì nhận sự lựa chọn sức sống, sức tốt tươi ở độ đẹp nhất của cây đá. Ở độ cháy bỏng nhất, mạnh mẽ nhất của cô bé Antonai. Đặc biệt, trong bìa sách, giữa con đường người còn có hình bóng của hai thầy trò nắm sát tay nhau tới trường, để như hình bóng của thầy Duy Sen và cô bé Antonai năm nào. Thêm nữa, chúng em còn sử dụng hình ảnh như cô của học trò đang nắm sát tới trường để đón nhận lấy ánh sáng của tri thức. Cuối cùng, dù đã thiết kế rất nhiều hình ảnh đẹp và gây bắt mắt của người đọc, chúng em cũng không quên yếu tố quan trọng nhất của một bìa sách, đó chính là tên tác phẩm. Đúng thế, dòng chữ Người Thầy Đầu Tiên được căn chỉnh rất ngay ngắn ở phía trên cùng của bìa sách, cùng với tên tác giả ở phía dưới. Màu sắc tươi tắn của nền trời xung quanh làm nổi bật lên dòng chữ. Trên đây là bài dự thi thiết kế bìa sách của lớp 8G chúng em. Em xin cảm ơn ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe và mong rằng sẽ nhận được những lời nhận xét chân thành nhất từ ban giám khảo. Bài thuyết trình của chúng em xin hết. Em xin cảm ơn. Phần dự thi của các em học sinh đến từ lớp 8G. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi cuối cùng trong cuộc thi thiết kế bìa sách ngày hôm nay. Cô xin mời các em học sinh đến từ lớp 8H. Chúng ta hãy dành cho lớp 8H một tràng pháo tay nào. Sách
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đang có mặt tại sân trường ngày hôm nay. Trong ký ức của tuổi học trò, chắc hẳn ai cũng biết đến câu chuyện dế mèn phiêu lưu ký của tác giả Tô Hoài. Câu chuyện kể về một chú dế từ khi còn là anh chàng bồng bột, ham chơi cho đến khi trở thành một người đàn ông chững chạc trưởng thành. Vì vậy, do một lần sai sót, chú đã để mất người hàng xóm thân thiết của mình, đó là dế Choát. Và đó cũng khi là chú nhận ra sự sai trái của mình. Từ đó, chú quyết tâm để trở thành một con người khác, sống tốt đẹp hơn. Chú bắt đầu một cuộc hành trình với người bạn đồng hành mới, đó là dế Chui. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, chú đã từng biết đứng dậy. Chú đi đến đâu, chú mang hạnh phúc đến đấy. Và rồi cuối cùng, chú trở về quê hương trước sự vui mừng của những người dân trong làng. Hình ảnh chú dế mèn nhiệt huyết, đam mê, khao khát về thế giới bên ngoài cũng rất giống với bọn em, những thế hệ trẻ ngày nay. Bìa sách mà chúng em chọn để vẽ là hình ảnh dế mèn và dế Chui đi trên một chiếc bè là bằng lá bèo. Đó cũng là thời điểm đánh dấu tình bạn thân thiết của dế mèn và dế Chui trong buổi hành trình đầy gian khổ nhưng cũng thật thú vị. Trong hình ảnh, chúng em chọn những gam màu tối như là nâu và đen để tô màu cho chú dế mèn để thể hiện sự khỏe khoắn mãnh liệt của thế hệ thanh niên. Không những thế, hình ảnh chú dế mèn còn tượng trưng cho sự đam mê, nhiệt huyết và tuổi trẻ. Đó là tuổi trẻ của năng lượng, khám phá được tự do, khám phá những thử thách. Và hơn nữa là để khao khát được tìm những khó khăn mới. Đối với chúng em, đây là hình ảnh đặc biệt nhất bởi vì nó có thể thể hiện ý nghĩa của toàn bộ câu chuyện. Và chính vì thế em chọn bìa sách chọn hình ảnh này để làm bìa sách. Và thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các vị đại biểu, các bạn học sinh đã thể đồng giải đáp ứng. Xin cảm ơn phần thuyết trình rất tự tin của các em học sinh đến từ lớp 8H. Và ngay sau đây, xin mời đại diện từ phía ban giám khảo. Xin mời cô giáo Vũ Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng nhà trường, sẽ đại diện cho ban giám khảo có đôi lời nhận xét về các tác phẩm dự thi của các em trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Thứ nhất là về sự chuẩn bị. Chúng ta thấy phần chuẩn bị của khối 8 rất công phu và các bạn rất sáng tạo về ý tưởng, sáng tạo và thể hiện rõ nội dung của cuốn sách. Trang phục phù hợp với nội dung. Về phần thuyết trình, nội dung sâu sắc phù hợp với cuốn sách và giọng nói của các em rất biểu cảm. Xong, cô cũng có một vài điểm cần góp ý cho chúng ta như sau. Khi nói về ý tưởng của cuốn sách và thiết kế bìa sách thì chúng ta cần phải nói rõ hơn về ý tưởng của cuốn sách. Chứ không phải chúng ta chỉ nói riêng về giới thiệu về cuốn sách đó. Và vậy là chúng ta biết là bìa sách chính là cái gương mặt của cuốn sách, đúng không nào? Và chữ và phần minh họa ở trên một bìa sách không được lấn át nhau, thể hiện rõ nội dung của cuốn sách. Và trên nhìn vào bìa sách, người ta thể hiện rõ cái thần của cuốn sách đó như thế nào. Thì cô nhận xét chung về khối 8, các em có tinh thần chuẩn bị rất là tốt và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Và cô mong rằng không phải chỉ có ngày hôm nay sân chơi, ngày hội đọc sách, khám phá khoa học, trường chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa những khả năng sáng tạo của các em. Cô cảm ơn, chúc mừng các em. Bây giờ cô mời tất cả buổi lớp 8, các con sẽ chuyển toàn bộ phần sản phẩm của mình sang hai bên cánh gà. Và ngay sau đây, trước khi đến với phần thi dành cho khối 7, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em cùng thưởng thức tiết mục ảo thuật đặc sắc do nghệ sĩ Nhật Đông đến từ Liên đoàn Xiếc Trung ương biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Hai nữa, mời luôn bạn ơi. Bạn đây này, rồi một bạn bất kỳ nhé chứ. Rồi, xin mời bạn đi. Ôi, mời bạn luôn. Bạn này... bạn này chắc phải học lớp 19. Rồi, ba bạn. Ô, bốn bạn bơ kia. Rồi. Rồi, các bạn đứng lên một chút. Rồi. Yên tâm, hôm nay bạn nào cũng sẽ có quà. Bạn lớp 19 kiểm tra cho chúng ta đâu, nhưng đây có phải là tầng mây trắng không? Phải không? Rồi. Bạn lớp 19 này, bạn ấy đang giữ giọng, hai bạn còn đứa hát. Bạn ấy bảo, rồi, vũ tao, đúng không?
đây nhờ cho nhớ hỏi bạn đây có phải nhà này đáng không? Hải đúng không? Gọi đây, bạn cầm một câu đi. Thank you.